Tết Nguyên đán 2016 đang cận kề, một trong những vấn đề được cán bộ, viên chức, người lao động quan tâm đó là thưởng Tết. Theo kết quả điều tra khảo sát tại 134 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Sở Lao động Thương binh và Xã hội công bố, mức lương và thưởng Tết năm nay không có nhiều biến động so với năm 2015, trong đó có doanh nghiệp FDI thưởng Tết âm lịch lên đến 80 triệu đồng, nhưng cũng có một doanh nghiệp không thưởng Tết, đó là lao động ở các loại hình doanh nghiệp. Còn đối với các viên chức công tác ở nhiều lĩnh vực, địa bàn đặc thù thì câu chuyện thưởng Tết là vấn đề đáng phải suy ngẫm. Làm việc tại khu công nghiệp Bắc Vinh đã hơn một năm, lương của đôi vợ chồng trẻ này mỗi tháng chừng 7,5 đến 8 triệu đồng. Với mức thu nhập này, chị Hào, anh Cường cũng chỉ mới đủ trang trải cho các nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Cho nên, ngoài tiền lương hàng tháng, khoản thưởng Tết rất quan trọng đối với những người lao động như họ. Đến thời điểm này thì công ty em đã có tiền thưởng Tết, em thì được 3 triệu. Nói chung là mức tiền thưởng của em đó thì so với công ty thì cũng nằm ở mức trung bình. Ngoài chi trả lương, khoản tiền thưởng Tết được các doanh nghiệp cân đối trên cơ sở lợi nhuận, doanh thu và tiết kiệm chi tiêu ngân sách. Với công ty cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan, ngay từ đầu năm, việc xây dựng kế hoạch chi trả tháng lương thứ 13, tức là khoản tiền thưởng Tết, được tính toán cho trên 900 lao động của doanh nghiệp. Ngoài tiền thưởng, cố định là 1 triệu đồng, lương tháng thứ 13 được trả trên cơ sở hiệu quả, mức đóng góp và thu nhập bình quân của người lao động qua từng tháng trong năm. Đến thời điểm này mà nói là tiền Tết thì bình quân là một người 1 triệu đồng trong danh sách. Còn ngoài ra cái khoản gọi là lương tháng 13 ấy, thì bằng hệ số là 1.75 so với cái mức bình quân của trong năm. Thì tính bình quân tổng thể lại thì một người bình quân là 7.8 triệu. Thì so với năm ngoái thì cũng tăng khoảng 10%, năm ngoái thì khoảng 7.1 triệu. Kết quả khảo sát tại 134 doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An cho thấy, mức lương tháng cũng như thưởng Tết âm lịch năm nay tại các doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu hoặc có cổ phần vốn của nhà nước có cao hơn, dao động từ 2,4 đến 3,2 triệu đồng. Còn các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp tư nhân có tăng nhẹ, dao động từ 2,5 đến 2,6 triệu đồng. Như vậy, đa phần các doanh nghiệp đều thưởng Tết cho công nhân bằng một tháng lương cơ bản, mức thưởng tùy theo hợp đồng lao động và danh hiệu thi đua cuối năm. Chúng tôi thấy là tiền lương, tiền thưởng Tết năm nay có cải thiện hơn trong 3 khu vực của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp một thành viên có vốn đầu tư, có vốn nhà nước, rồi công ty tư nhân. So sánh với cái tình hình thực hiện tiền lương và tiền thưởng của năm 2015 thì năm nay có khá hơn. Đặc biệt là các cái đơn vị, các cái doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có vốn của nhà nước thì cũng được cải thiện hơn so với năm ngoái. Tuy nhiên, với những viên chức ở khu vực nhà nước, nhất là giáo viên ở các địa bàn đặc thù miền núi, thưởng Tết lại là một vấn đề đáng phải bàn. Huyện Tương Dương hiện có trên 1.600 giáo viên công tác tại 59 trường học. Trong đó, có một số xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Hàng năm, công đoàn ngành chỉ bố trí được một số khoản tiền để trợ cấp cho các giáo viên có hoàn cảnh thực sự khó khăn đặc biệt trong dịp Tết âm lịch. Qua thống kê bình quân mỗi đơn vị như thế, thì cái quà Tết cho người lao động không có thưởng Tết đâu, mà cái quà Tết cho người lao động thì tối đa cũng chỉ 100 ngàn đồng. Và số tiền này thì người ta trao tiền mặt thì cũng thấy là hơi ngại, cho nên người ta phần lớn là mua cái quà như mì chính này, nước mắm để mà tặng quà Tết cho người lao động. Thưởng Tết là khoản để động viên, khuyến khích người lao động sau một năm miệt mài cống hiến, lao động sản xuất, tạo điều kiện trang trải chi tiêu cuối năm. Bên cạnh những người lao động được hưởng các khoản lương thưởng Tết, một số lĩnh vực, địa bàn công tác, thưởng Tết với họ là một khái niệm xa vời.